Namaste, chào bạn thân mến, chào mừng bạn đã đến với thử thách yoga buổi sáng cùng Hằng Nga. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập ngày thứ hai, bài tập cách siết cơ bụng để giảm mỡ vòng eo. Nào hãy bắt đầu, chúng ta trở về trên thảm vào bài tập nhé. Mình sẽ bắt đầu trong tư thế ngồi luyện thở. Ngồi khoanh chân, chân phải ở trên, cuộn vai ra sau, thẳng lưng, hai tay đặt lên gối, ngón trỏ chạm nhẹ ngón cái. Từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, tập trung vào hơi thở, hít thật sâu, tròn căng bụng lên, thở thật chậm, rút sâu xuống vào bên trong, hít vào thật sâu, thở ra. Lòng các cơ trên mặt hơi mỉm cười nhẹ, hít sâu, thở chậm, hít sâu, thở chậm. Rồi bây giờ ta trở về hơi thở bình thường, mắt vẫn nhắm, hai tay ta xoa vào nhau thật mạnh, làm ấm lòng bàn tay. Giờ mình đưa lên áp vào mắt, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay. Đưa ra xa, mở mắt nhìn vào lòng bàn tay. Ta chắp tay lại trước ngực. Namaste. Ta bắt đầu với phần khởi động. Hít sâu vươn hai tay lên, vươn dài lưng, kéo dài cột sống. Rồi thở ra hạ tay mắt nhìn xuống, hít vào vươn tay lên, rồi dài lưng mắt nào, đúng rồi, thở ra hạ tay mắt nhìn xuống. Một lần cuối, hít sâu vươn tay lên, đan ngón tay vào nhau, lật ngửa lòng bàn tay, vươn tay ra sau đầu, đúng rồi. Và bây giờ chúng ta giữ ở đây nào. 6, đẩy ngược ra trước, đúng rồi. 5, vươn sâu hơn. 4, 3, rất tốt. 2, 3, 1, hít vào, buông tay xuống. Mình thở ra, tiếp tục. Tay trái bạn nắm lấy phía trên đầu, rồi nghiêng đầu qua bên trái. Thế lòng cơ cổ của mình ra nào, ta sẽ cảm nhận cái toàn bộ cơ cổ bên phải đang được kéo giãn. Ta giữ ở đấy thở bình thường nhé. 6 5 4 3 rất tốt. 2 3 1 hít vào mình, trở về giữa. Thở ra ta đổi bên nào, nghiêng qua bên phải, mình giữ đây nhé. 5 4 3 2 rất tốt. Và 1, hít vào, ngừng tay, thở ra, nghiêng sườn, tay trái mình chống ngang hông trái, vươn tay phải lên áp sát mang tay, hít thật sâu, thở ra nghiêng người qua bên trái. Nào hãy nhấn cái mông phải xuống thảm, má hướng bắp tay phải, mắt mình nhìn lên trần và giữ ở đây nào. 6 5, đẩy thẳng cánh tay phải của mình ra nhé. Bạn cảm thấy thoải mái có thể hạ cửa tay trái xuống thảm. 4, nhấn mông xuống thảm. 3, rất tốt. 2, 3, 1, hít vào mình, trở về giữa. Thở ra đổ bên, hạ tay phải xuống, vươn tay trái áp sát mang tay, nghiêng qua bên phải. Giữ đây nào. 6, đẩy ngược lên. Đúng rồi, 5 4, để căng lên tay trái ra nào. 3, nhấn mông xuống nào. 2, rất tốt. Và 1, hít vào, nâng lên, trở về giữa. Thở sạch, mặt người, tay phải đặt lên đầu gối trái, hít sâu,
nâng ngực đẩy ngực thẳng lưng nhé. Rồi tay trái chống sau mông, vặn người qua bên trái, mắt nhìn sang nhà nhé, sượt qua vai trái ra sau, tiếp tục giữ ở đây nào. 6 5 4 3 2, lát tốt vào 1, hít vào, trở về giữa, thở ra mình đổ về. Tay trái đặt lên đầu gối phải, tay phải chống sau mông, hít sâu nâng ngực đẩy ngực thẳng lưng, thở ra vặn qua phải. Bài tập này rất tốt cho lưng xương của chúng ta nhé. Mình giữ đây nào, 6 5 4 3 2, lát tốt vào 1, hít vào mình, trở về giữa, thở ra. Bây giờ hai tay chúng ta chống về đầu thẳng, cánh tay và đùi chống vuông góc với thảm nào. Đúng rồi, tay và đùi chống vuông góc với thảm. Hai tay chống bằng vai, đầu gối mở rộng bằng hông, hít sâu, siết cơ đùi, siết cơ bụng, đặt căng chân phải và ra sau. Đúng rồi, thở ra có sát được về tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ đặt lại như làm nhé. Nào, hít sâu chân về sau, siết cơ bụng của bạn lại nào. Đã, tốt, đúng rồi, thở ra khuỷu tay phải. 2, hít về sau, đúng rồi, siết cơ bụng lại nha, thở khuỷu tay phải. 3, hít về sau, nào siết cơ đùi lại nữa, khuỷu tay phải. 4, hít về sau, khuỷu tay phải, lần cuối, hít về sau. Rồi, bây giờ bạn có thể tiếp tục nhấc cái tay trái của mình lên, song song với sàn mà mình giữ ở đây nào. Xích cơ bụng của bạn lại, 6 5, rất tốt, 4 3 2, thở lắm, 1, hít vào, tay xuống, hai chân xuống. Thở ra, mình chuẩn bị đổi bên nhá. Nào, chân trái, hít sâu hẳn căng chân trái ra sau. Hãy nhớ là úp cái hông bên trái của bạn xuống, không để lấy thông nhá. Rồi, thở ra co sát với khuỷu tay trái. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Hít sâu chân về sau, đúng rồi, thở ra khuỷu tay trái. Và hít về sau, khuỷu tay trái. 4, hít về sau, gần tốt, xếp cơ đùi lại, hai hông ngang nhau nha, khuỷu tay trái. Lần cuối, hít về sau, nào phải xếp thêm cơ bụng của bạn là chắc chắn lại, vươn tay phải về phía trước, nghiêng cạnh bàn tay ngón tay hướng lên trần giữ đây, rất tốt, cố lên nào. 6, bài tập cho chúng ta được mở bằng em. 5 4 3, rất tốt, cố lên nào, giỏi lắm. 2, đúng rồi, 1, hít vào, tay xuống, chân xuống, thở ra, hít thật sâu, thở thật chậm, rồi mình xoay hông từ phải sang trái. Nào, bắt đầu, 6 5 4 3, rất tốt, 2 3 1, rồi mình đảo chiều ngược lại, 1 2 3, rất tốt, 4 5 6, rồi hít vào, giữ gót chân lên, cho úp mặt trở về ngược, vươn dài lưng, kéo dài cuộc sống đầy hông lên cao. Rồi chúng ta sẽ hơi co hai gối của mình lại để đảm bảo cho cái lưng mình thẳng. Sau này các bạn tập tốt hơn, chúng ta có thể thả gót chân của mình xuống thẳng và giữ đây nhá. Ở đây là hít thật sâu, thở thật chậm. Rồi từ đây bạn nhẹ nhàng nhón chân và chúng ta sẽ đi bộ tại chỗ. Nhẹ nhàng nhón chân, đi bộ tại chỗ. Đúng rồi,
nha. Tiếp tục nào, hít sâu, chân phải của bạn bước lên sát gần cổ tay phải, trường tấn nào, hai tay bạn chống ngang bàn chân phải, đúng rồi, mắt mình nhìn thẳng phía trước, cẳng chân phải phía trước vuông góc với thảm, bàn chân trái phía sau tiễn lên cũng vuông góc với thảm, hãy vươn dài lưng của bạn ra, kéo dài một sống, hai tay bạn chống hờ về đầu một tay, chống lên hờ về đầu một tay, hãy nhớ siết cơ bụng của chúng ta lại nhé, siết cơ bụng và cơ đùi lại, chúng ta sẽ chia đều trọng lượng cho hai chân và mình giữ ở đây nào, 6 rất tốt, 5 siết cơ bụng lại nha, 4 đúng rồi, 3 cố lên nào, siết cơ bụng nhé, 2 3 1 chiến binh 1, hít vào siết thêm cơ đùi, vươn người lên, vươn hai tay lên đẩy ngược ra trước, vươn tay phía sau, cánh tay song song, lòng bàn tay hướng nhau và mình giữ ở đây nào, đẩy lên, 6 5 rất tốt, 4 3 2 rất tốt và 1 hít vào, từ từ hạ gót chân trái xuống, chỉnh lại hai gót chân của bạn trên một đường thẳng, góc vươn một bên, hạ tay phải xuống dưới đầu gối phải, vươn tay trái áp sát nắm tay, rồi tiếp tục chúng ta giữ ở đây nha, giữ đây nào, 6 5 đúng rồi, đẩy ngược lên, 4 3 2 rất tốt và 1 hít vào vươn lên, hai tay dạt ngang, rồi thở ra, rồi bạn hãy nhớ nhé, hai gót chân của mình trên một đường thẳng đấy, chiến binh 2, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, nào siết cơ bụng của chúng ta lại, mình tiếp tục mình giữ ở đây nào, giữ nha, 6 5 rất tốt, chia đều trọng lượng cho hai chân, siết cơ đùi lại, 4 3 2 đúng rồi, 3 1 hít vào, xoay bàn chân phải lại, vươn dài lưng, kéo dài cột sống, rồi chống hai tay về phía trước nào, chống hai tay về phía trước, mình vặn người, tay phải làm chủ, hít sâu vươn tay trái lên, mắt nhìn theo tay, ta giữ ở đây nhá, và bạn người, từ đây nào, 6 5 rất tốt, 4 3 2 3 1 hít vào, tay trái xuống, thở ra mình đổi bên nào, tay trái làm chủ, vươn tay phải lên, mắt nhìn theo tay, ta giữ ở đây, cố gắng không để hai hông lệch nhiều nhá, 6 tiếp tục giữ, 5 đứng rồi đấy, 4 3 2 và 1 hít vào, chống tay xuống, thở ra đẩy người nâng lên. Nào bây giờ chúng ta sẽ xoay bàn chân trái sang một góc 90 độ, chuồng thẳng chân trái xuống vuông góc với thảm, kiểm tra lại xem hai gót chân của mình đang ở trên một đường thẳng nhé. Nào hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp, chiến binh hai và bạn siết cơ bụng, siết cái cơ đùi như này, giữ đây nào, giữ nào, 6 5 4 3 đúng rồi, 2 3 1 góc vươn một bên, hít sâu, hạ cánh tay trái xuống đùi trái, vươn cánh tay phải lên áp sát bàn tay và mình giữ ở đây nào, để hơi đưa cái vai trái về phía trước nhé, nào dùng lực của cơ bụng siết cơ bụng lại để giữ, 6 đẩy thẳng cánh tay phải của mình vươn lên áp sát bàn tay, 5 rất tốt, siết cơ bụng nha, đúng rồi đấy, 4 3 2 3 1 hít vào, nâng người lên, xoay chân lại trở về giữa, rồi thở ra tập thủ hai chân lại, hai tay mình chắp lại trước ngực, rồi
ngồi xuống. Rồi trong tư thế ba đẻ, họ hãy nhớ nhé, hai cái khuỷu tay của mình đẩy vào hai cái má trong của hai bên đầu gối. Và mình tiếp tục mình giữ ở đây. Giữ đây nào. 6 5 thật tốt, 4 3 2 3 1 hít vào trống, tay phải xuống đối diện bàn chân phải, vươn tay trái lên, vặn người và ta giữ đây. 6 5 4 3 2 thật tốt và 1 hít vào tay xuống. Thở ra mình đổ bên nào, tay trái chống đối diện bàn chân trái, vươn tay phải lên, tiếp tục mình vặn người giữ nào. 6 5 4 3 rất tốt, 2 3 1 hít vào tay xuống. Thở ra đẩy người nâng lên, chống hai tay về một đầu thảm cho úp mặt, bước lùi chân phải về sau, vươn dài lưng, kéo dài cột sống. Đúng rồi, nhấn hai vai của bạn xuống thảm nhé, nhấn hai vai xuống thảm. Bây giờ chúng ta đổi bên nhé, tiếp tục nào, hít sâu trường tận, bước chân trái lên gần bàn tay trái, rồi cảm chân trái vuông góc với thảm, bàn chân phải phía sau tự nhiên cũng vuông góc, hai tay chống ngang bàn chân trái, vươn dài lưng ra, kéo dài cột sống, siết cơ bụng, siết cơ đùi, chia đều trọng lượng cho hai chân và chúng ta giữ đây nào. 6 5 đã tốt, 4 3 2 3 1 hít vào, siết thêm cơ đùi, chia đều trọng lượng cho hai chân, nâng người đứng lên, siết thêm cơ bụng, vươn hai tay về sau, đẩy ngược ra trước, chiến binh một mình giữ tay nào. 6 5 vươn tay ra sau đầu, 4 3 2 3 1 hít vào, buông hai tay, chống xuống thẳng, thở ra, bước chân phải về phía trước, rồi đẩy ngược thẳng lưng, hai tay ôm lấy cổ chân nào. Hãy nhớ giữ cho lưng của mình thẳng nhé. Đúng rồi, chúng ta sẽ thẳng cái lưng của mình lên. Rồi, còn là nặng ta mới gặp. Nhưng mà bạn sẽ không gặp khi lưng mình ngồi nhé. Chúng ta giữ ở đây thôi. Giữ nào, 6. Sau này chúng ta tập lâu bạn sẽ có thể gặp xuống sâu hơn nhé. 5, đẩy ngược lên nào. 4, rất tốt. 3, đẩy ngược lên, thẳng lưng lên nhé. 2, 3, 1, hít vào buông hai tay, chống xuống thẳng. Rồi thở ra chúng ta ngồi xuống thẳng. Rồi ngồi xuống thẳng trong tư thế hoàn thiện. Hai bàn chân của bạn song song và mở rộng bằng hông. Hãy nhớ nhé, luôn luôn siết cơ bụng của chúng ta lại, xích thêm cơ đùi, hai tay bạn chống ngang hai bên hông, chống hờ 10 đầu ngón tay của bạn bám chặt xuống thảm, hít thật sâu, xích cơ bụng lại, rồi nâng hai chân lên khỏi thảm. Tuy độ khỏe cơ bụng mỗi người, có thể bạn chỉ cần nâng hai chân lên khỏi mặt đất đã thấy căng rồi, hãy nhớ lưng thẳng nhé. Rồi tập tốt hơn có thể nâng lên và tiếp tục mình giữ ở đây. Tập tốt hơn nữa tạm dừng, vươn hai tay ra, nhưng hãy nhớ nhé, giữ lưng thẳng, siết cơ bụng mình lại nhé. Giữ đây, 6 5 Sau này chúng ta tập tốt hơn nữa, mình sẽ vươn thẳng hai chân lên nào, siết nhiều cơ bụng lại, giữ ở đây nào. Tốt, siết bụng lại, 4 3 rất tốt, thẳng lưng nhé, nhớ thẳng lưng lên, 2 3 1 đúng rồi, hít vào, hạ chân xuống, thở ra rũ nhẹ chân. Rồi bây giờ mình hẳn người nào nhé, cẳng chân trái lên đáp vào phía đầu gối chân phải, dựng gót chân phải lên, tay trái chống sau mông, hít sâu nâng ngực đẩy ngược lên, vươn tay phải lên,
Lưng dài lưng kéo dài cột sống rồi cài trỏ tay phải sang đầu gối trái mình bạn lên qua trái. Đẩy ngược thẳng lưng lên nha, rồi chúng ta giữ đây. Đó, tốt, 6 5 đúng rồi đó, 4 thẳng lưng lên nha, 3 mắt nhìn sang ngang mình không nhìn xuống đất nha, 2 3 1 rất tốt, hít vào mình trở về trước, duỗi chân thở ra ở bên, nhấc chân phải gác lên phía ngoài của đầu gối trái, dựng ngón chân trái của mình lên nhé, tay phải chống sau lưng thẳng lưng nào, hít sâu vươn tay trái lên, vươn dài lưng kéo dài cột sống, thở ra cài cái trỏ tay trái sang đầu gối phải, nhớ dựng ngón chân lên nhé, rồi mình vặn qua phải, giữ đây nào, để ngược thẳng lưng, 6 5 rất tốt, 4 3 2 3 1 rồi hít vào trở về trước, thở ra duỗi thẳng chân mình, duỗi nhẹ lập trước, hãy mang theo sợi dây tập hoặc nếu không có mình sẽ sử dụng cái khăn bông nhé, hai tay mang theo sợi dây, hít sâu vươn dài lưng kéo dài cuộc sống thẳng lưng là nào, rồi thở ra bằng vòng sợi dây vào lòng bàn chân, dựng bàn chân lên, mắt mình nhìn thẳng về trước. Hãy nhớ nhé, nếu bạn cảm thấy căng rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đây để giữ lưng thẳng. Sau này chúng ta tập tốt hơn mình mới gập xuống nhé. Mình không gập khi lưng mình cuộn lại nhé. Giữ đây nào, thẳng lưng lên, đúng rồi, 6. Bạn sẽ cảm thấy cơ gân veo bên chân rất là căng. Giữ đây là rất là tốt, giúp chúng ta kéo căng giãn cột sống, tăng tốc cho tiêu hóa. 5. Tiếp tục giữ đây nào, 4. Thẳng lưng nha, 3, đúng rồi, 2, 3, 1, hít vào, vươn lên, rồi thở ra, mình hãy người ta thả việc tập, chúng ta nằm xuống thẳng, nằm xuống thẳng, tư thế cây cầu, hai chân cao lại, gót chân đặt mông, bàn chân song song và mở rộng bằng hông, hãy nhớ nhé, hai cái chân của mình mở rộng bằng hông, rồi hít thật sâu, nén thở, nâng bụng, nâng hông lên cây cầu, đó, hạ xuống, chúng ta mới thở ra, rồi bài tập này sẽ lặp lại nhiều lần nào, hít sâu, nén thở, nâng cao lên nào, đúng rồi, cao lên, rất tốt, xuống, thở, hai, lên, nào xiết cơ bụng lại, xiết cái mông của bạn lại, đẩy hông cao hơn, rất tốt, đúng rồi, xuống, ba lên, cao nữa lên nào, cao hơn, hơn nữa, đúng rồi, rất tốt, xuống, bốn lên, cố lên nào, rồi cùng nào, hít lên, để mông cao lên, bạn giữ đây và hít thở bình thường, 6, cao trào hõm ngược, 5, đúng rồi, 4, 3, 2, rất tốt, đúng rồi, 1, hít thở, hạ xuống, thở ra, hai chân co lại, hai tay đan vào nhau, ôm lấy gối, rồi kéo sát cẳng chân vào người, hít thật sâu, thở ra thật chậm, hai vai của bạn thoải mái trên thảm, nhắm mắt và thở ra, rồi tiếp tục chúng ta vặn người nhé, hai chân duỗi ra, nhấc chân phải của mình lên, gác lên đầu gối chân trái, rồi tiếp tục đứng lại cái cổ chân vào nhau. Rồi thở ra mình đổ qua bên trái, đầu xoay ngược lại, hai vai thoải mái trên thảm, nhắm mắt và thở ra. Hít vào, mình trở về giữa, thở
trên, chân phải ở dưới. Cuốn cổ chân vào, rồi đổ qua bên phải. Đầu xoay ngược lại, mắt nhắm lại và thư giãn. Hít vào mình trở về giữa. Thở ra xác chết. Hai chân rộng sát ra hai bên mép thảm. Hai tay giữ xuôi dọc theo thân, làm bàn tay ngửa. Ta làm toàn bộ cơ thể nhắm mắt lại. Nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Hãy từ từ thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng các cơ đang trải dài ra trên thảm. Không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ. Cơ thể ta đang đón nhận tình yêu thương của vũ trụ. Tình yêu thương của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể ta. Ta cảm nhận được giai điệu và tình yêu của Baba Nam, Keva Nam. Chú ý vào hơi thở của bạn, thở chậm và sâu từ cơ hoành. Hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang hít vào nguồn năng lượng của vũ trụ vào trong từng tế bào trong cơ thể bạn. Tập trung chú ý vào rốn, hít vào, phình căng bụng lên, thở xả, hóp chặt bụng lại. Hít vào một hơi thật sâu, thở xa, ta xẹp sát bụng lại. Hít vào, thở xa. Một cảm giác dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể bạn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân đang ấm dần lên, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn chân. Lòng bàn chân thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ chân, gót chân. Hai bàn chân hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa từ bàn chân lên khớp gối. Tập trung vào khớp gối, cảm nhận khớp gối thật thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo cơ đùi tràn lên khớp háng. Tập trung vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên. Khớp háng hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm lan tỏa vào vùng bụng. Tập trung chú ý vào rốn. Rốn đang ấm dần lên. Rốn thật ấm. Thật ấm. Hơi ấm lan tỏa khắp vùng bụng, tràn lên ngực. Tập trung chú ý vào ngực. Các cơ trên ngực ta đang hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa lên hai vai, tràn xuống sau lưng. Tập trung chú ý vào cột sống. Cột sống đang ấm dần lên. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa khắp vùng lưng, dần vào các cơ quan nội tạng. Gan, tâm, tỳ, phế, thận, các cơ quan nội tạng hoàn toàn thư giãn. Tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa tới lòng bàn tay. Lòng bàn tay thật ấm, thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới cổ tay, lan tỏa khắp cánh tay. Hai tay ta hoàn toàn thư giãn và ấm áp. Hơi ấm của hai tay hòa cùng hơi ấm cơ thể lan tỏa tới cằm, tới cổ, tới mắt và tràn xuống hai bên má. Các cơ trên mặt ta đang hoàn toàn thư giãn. Nét mặt ta thật nhẹ nhàng và thanh thản. Tâm trí ta tràn ngập bình an và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ, thật nhẹ. Bồng bềnh,
bồng bềnh trôi trên sóng biển. Từ từ cử động nhẹ 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân. Từ từ mở mắt ra, hai tay ôm chéo hai vai chất ngược, hít sâu nâng cao thân chế lên khỏi thảm. Nghiêng người sang trái, phải, trái, phải, trái, phải. Thôi ta ngẩn xuống, hai tay đan nhau trước bụng, hai chân trụm lại, hít sâu vươn căng hai tay ra sau đầu. Đặt ngừa lòng bàn tay, đạp căng gót chân ra ngoài, càng hết sức có thể. Rồi chúng ta chống tay, đặt nghiêng người sang một bên, phật lòng, tay phải giữ sát ngón tay, tay trái giữ xuôi theo đùi trái, hai chân chồng lên nhau, tay nhau ở cổ chân, chân trái đùi về sau, nằm thoải mái và thư giãn nào. Rồi các bạn chống tay, chúng ta nâng người mình ngồi dậy. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đừng quên chia sẻ bài tập này tới những người bạn xung quanh của mình, bạn của bạn, và Nga sẽ rất là biết ơn bạn đấy. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn xem kênh YouTube của Nga, hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh nhé. Và đừng quên theo dõi trang fanpage Nguyễn Hằng Nga Yoga. Chúng ta luôn nhận được các bài tập mà phát livestream trên trang vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, và rất là nhiều bài tập bổ ích khác trong ngày. Và nếu như bạn muốn rằng có thể tham gia nhóm để luyện tập cùng với Hằng Nga, chúng ta sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Một cái nhóm hoàn toàn là miễn phí. Hãy bấm vào cái link tham gia nhóm ở bên dưới bài nhé. Hằng Nga xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo. Namaste.